Trời đất ơi, luyện tập mấy lâu nay rồi mà khả năng phun lửa của mình còn rất là yếu. Còn anh hai nữa, đã hẹn với mình ra đây tập luyện chung rồi, giờ này còn chẳng thấy đâu. Làm lại nào. Mệt quá, nghỉ một chút đã. Sasuke à, anh xin lỗi em nhiều lắm. Nếu sau này có cơ hội, anh sẽ giữ lời hứa với em, dạy cho em tất cả nhẫn thuật. Giờ thì anh phải đi làm một việc quan trọng. Này Itachi, thì ra cậu ở đây. Hả? Là trưởng lão của làng lá. Ông tới tận đây để tìm tôi à? Ngươi đã giải quyết xong chuyện riêng của mình chưa? Ta vừa mới đàm phán với lại lãnh đạo của tộc Uchiha, nhưng họ đã từ chối sự hòa bình. Họ cứ muốn làm lãnh đạo làng lá, nếu không họ sẽ âm thầm lật đổ cả làng lá. Hả? Vậy là tôi phải nhận nhiệm vụ kinh hoàng đó hay sao? Nhưng mà ông cho ngày Hokage Đệ Tam biết chưa? Ta không muốn ngày Hokage Đệ Tam bận tâm tới chuyện này. Với lại ta là trưởng lão, chắc chắn ngày ấy sẽ tôn trọng ý kiến của ta. Trước đây ta đã bàn bạc với ngươi, nếu tộc Uchiha không muốn hòa bình thì ngươi phải nhận nhiệm vụ diệt trừ hết gia tộc của mình. Bây giờ đã thành sự thật, ngươi bắt buộc phải làm nhiệm vụ đây. Tôi biết rồi, nhưng xin ông hãy tha cho em trai tôi, nó còn quá nhỏ, nó chưa biết mùi con gái thơm hay thúi nữa. Được rồi, ta hứa với ngươi, ngươi mau đi đi. Chào các bạn, tôi là Uchiha Itachi. Tôi là một ninja thiên tài trong tất cả các thiên tài. Tôi rất mạnh và tôi có ý chí muốn phục vụ cho làng lá. Tuy nhiên gia tộc Uchiha của tôi đang âm mưu chống lại làng lá. Do đó trưởng lão của làng đã ép tôi thực hiện một nhiệm vụ hết sức đặc biệt, đó chính là tàn sát cả đồng loại dòng tộc của mình. Tôi cũng đã nhận nhiệm vụ này với điều kiện là tha cho Sasuke, em trai ruột của mình. Sau đó tôi cấp tốc quay trở về nhà, quay trở lại về làng Uchiha và bắt đầu ra tay với những người trong làng. Tên Itachi này, ngươi đang làm gì vậy? Đau quá, không, Itachi, ngươi đang giết chính dòng tộc gia đình của mình à? Tôi xin lỗi, chỉ có cách như vậy mới ngăn các người không gây ra thảm họa làng lá mà thôi. Vẫn còn một kẻ là cha của mình. Con xin lỗi cha. Sau đó chuyện này đã lọt vào tai của Hokage Đệ Tam. Ông ấy cực kỳ bức xúc trước việc làm của tên trưởng lão khi giao nhiệm vụ độc ác này cho chính bản thân của tôi. Đồng thời để bảo vệ tôi, Hokage Đệ Tam đã ra lệnh cho tôi thực hiện một nhiệm vụ khác để tôi rời khỏi làng lá. Ta rất tiếc về chuyện này, cũng như ta đã trừng phạt và cắt chức tên trưởng lão đó rồi. Bây giờ ngươi hãy giúp ta làm một nhiệm vụ khác để bảo vệ chính ngươi và tiếp tục bảo vệ làng lá. Hãy đi tìm một tổ chức có tên là tổ chức khủng bố áo đen. Bọn chúng đang có một âm mưu kinh khủng gì đó. Hãy điều tra và bí mật gửi thông tin về cho ta. Nên nhớ phải hết sức cẩn thận. Ngài Hokage Đệ Tam, bây giờ chỉ có ông mới hiểu được nỗi lòng của tôi. Cảm ơn ông đã quan tâm. Nhất định tôi sẽ gia nhập vào lũ tổ chức khủng bố đó và điều tra sự thật với bọn chúng. Được rồi, hãy nhanh chóng đi đi, đừng để Sasuke thấy ngươi. Vậy là cuộc đời Itachi của tôi cũng bước sang một trang khác. Tôi chính thức trở thành một ninja đi nằm vùng. Đứng lại, ngươi cũng thuộc tổ chức khủng bố à? Nhưng sao nhìn ngươi lạ thế kia? Hay là tên giả mạo đâu đây? Ta muốn gia nhập vào tổ chức của các ngươi. Ta muốn sống theo lý tưởng của các ngươi. Khốn kiếp, mau biến đi, bọn ta không cần. Ngươi chống lại ta, ngươi nhắm đánh lại ta không? Có lẽ ngươi không biết ta là ai nên ngươi từ chối ta đúng không? Ngươi là ai chứ? Ta chính là Uchiha Itachi, kẻ đã giết chết hết gia tộc Uchiha và phản bội làng lá đi.
đủ đẳng cấp để gia nhập vào tổ chức khủng bố của các ngươi chứ? Hả? Thì ra là ngươi à? Được, được, mời vào. Biết vậy, ta đã nói từ đầu rồi. Này, ta muốn gia nhập vào tổ chức khủng bố của các ngươi. Ta muốn thực hiện lý tưởng hòa bình của các ngươi. Cùng các ngươi tạo ra thế giới mới. Một tên ninja làng lá đã phản bội lại làng và giết hết gia tộc của mình hay sao? Uchiha Itachi. Hả? Ngươi biết ta? Ngươi không lẽ là... Đúng vậy, ta là Ben Thiên Đạo. Ta là thủ lĩnh của tổ chức áo đen này. Có phải lão già Hokage đệ tam kia xài ngươi tới đây để nằm vùng không? Vậy thì ta sẽ lấy cái mạng của ngươi trước khi ngươi đem thông tin về cho lão ta. Không, không, ta đã nói rồi, ta căm thù cái làng lá chết tiệt đó. Bằng cách ta giết chết dòng tộc của ta thì mất mới gì? Ta tới đây để lừa gạt các ngươi. Ta thật sự muốn gia nhập vào tổ chức đây. Ngươi nói lão, ta sẽ giết ngươi. Hay lắm, hay lắm. Ngươi thật bình tĩnh trước sự hủy diệt của ta. Ngươi không hề sợ hãi. Xứng đáng, xứng đáng. Cảm ơn thủ lĩnh đã chấp nhận tôi. Được rồi, mọi người nghe kỹ đây. Mục đích của chúng ta là tạo ra thế giới mới, hòa bình mới. Và nhiệm vụ bây giờ là phải đi thu thập năng lượng của chính vị thú, hội tụ lại để tạo thành thập quỷ. Chỉ có năng lượng của thập quỷ thì mới có thể lật đổ được thế giới này và xây dựng thế giới của chúng ta. Vậy là tôi cũng đã chính thức gia nhập vào tổ chức áo đen và biết được toàn bộ sự thật của bọn chúng. Sau đó, tình thủ lĩnh tổ chức này bắt đầu phân công cho tất cả các thành viên, trong đó có tôi cùng với một tên khác, cùng nhau đi thu thập năng lượng của vĩ thú. Và mục tiêu của chúng tôi đó chính là nhì vĩ. Itachi à, nghe nói ngươi giết hết cả gia đình của mình, ngươi thật máu lạnh. Nhưng mà trong làng Uchiha của ngươi nhiều gái đẹp thế, sao ngươi cũng giết luôn hả? Mày cầm mồm đi. Ngươi im lặng đi, đừng quan tâm tới chuyện riêng của ta. Hãy mau hoàn thành nhiệm vụ trước đã. Kiki là nhị vĩ, cuối cùng chúng ta tìm được nó rồi. Hay lắm, tiến lên nào, anh em chúng ta nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ rồi sau đó đi tắm suối nước nóng hát karaoke. Đừng nói liên thiên nữa, mau tập trung đánh bại nó, hút lấy nguồn năng lượng của nó đi. Chết tiệt, con mèo ma nhị quỷ này sao nó mạnh thế? Không hay rồi, nếu cứ như mày chúng ta sẽ thua mất. Hãy mau tìm cách đi, tao đi tao chi kia. Người kêu ta tìm cách thì ta biết tìm cách nào bây giờ. Con nhị quỷ này thật lợi hại, tao có thể phá được Sharingan của mình. Đúng rồi, mình sẽ biến thành hình dạng khổng lồ Susanoo để phong ấn nó vào. Người làm gì mà lâu dữ vậy Itachi? Nó sắp đánh ta chết rồi nè, bọn người đi toilet hay sao? Người bớt nói lại đi, hãy xem ta đi, phong ấn chi thật. Wow, là cái quái quỷ gì đây? Itachi, người có thể hóa thành hình dạng khổng lồ được à? Hay quá, chỉ cho ta với. Đây là hình dạng Susanoo. Chỉ có người tộc Uchiha sở hữu đôi mắt Sharingan cấp cao mới làm được mà thôi. Nào, nhanh chóng quay trở về tổ chức. Chúng ta sẽ nhận nhiệm vụ bắt vĩ thú khác. Đi thôi. Đứng lại, tình khốn kiếp Itachi kia. Cuối cùng ta đã tìm được ngươi. Hả? Ngươi tại sao lại tới đây? Hắn là ai vậy Itachi? Hay là để ta giúp ngươi diệt trừ hắn? Không cần đâu, để ta tự ra tay. Ngươi hãy mau ra ngoài kia, chờ ta một chút. Đi đi. Khốn kiếp Itachi, hôm nay ta nhất quyết phải báo thù cho cha mẹ, báo thù cho dòng tộc Uchiha. Sasuke, người hãy mau quay lại làng lá đi, đừng ở đây cản đường của ta, nếu không ngươi phải hối hận đó. Ta hối hận à? Ta ngày đêm mong muốn tìm được ngươi. Bây giờ ta đủ mạnh rồi, mặc dù ta chưa thức tỉnh được Susanoo như ngươi, nhưng ta có thứ này đủ băm ngươi ra thành trăm mảnh để báo thù. Thứ tà thuật gì đây? Rắn năm đầu đầy lôi điện à?
Sasuke, ngươi nghĩ có thể đánh bại ta hay sao? Itachi, bây giờ chứ không phải lúc nhỏ. Lúc nhỏ ta luôn thua kém ngươi, cha luôn đề cao ngươi, nhưng bây giờ đã khác. Ta học được nhiều cấm thuật, và bây giờ ta sử dụng được sức mạnh tuyệt vời này. Đến lúc ta cho ngươi thấy, ta mới là kẻ mạnh hơn ngươi. Khốn kiếp, ta để cho ngươi sống để ngươi học hành trở thành một ninja mạnh, giúp đỡ làng lá. Tại sao ngươi lại học những cái thứ cánh thực tà đạo này? Kẻ nào đã làm cho ngươi trở nên như vậy? Chính bản thân ta muốn như thế. Ngươi đừng nghĩ chuyện ngươi làm mà ta không biết. Ngươi đã vì cái làng lá khốn kiếp đó mà giết hại gia tộc Uchiha. Ta đã từ bỏ cái làng lá để đi tìm một con đường soi sáng cho bản thân của mình. Đến bây giờ ta đã thành công và tìm ngươi để báo thù đó. Thằng nhóc con này, ngươi khiến ta quá thất vọng. Ta đã tạo cơ hội tốt nhất cho ngươi mà ngươi lại bỏ đi, rồi theo những tên tà đạo học những thứ nhận thực tối tăm xấu xa. Được lắm, bây giờ ta sẽ phong ấn toàn bộ sức mạnh của ngươi. Không, ta không thể thua. Sasuke, hãy nghe ta nói đi. Tập Uchiha của chúng ta lúc nào cũng muốn ôm tham vọng thống trị thế giới này, muốn lật đổ các nhà lãnh đạo làng lá, bất chấp mọi thủ đoạn, thậm chí sẵn sàng gây ra chiến tranh chết chóc. Ta không có cách nào khác, phải làm như vậy. Thậm chí bây giờ ta phải đi năm vùng ở tổ chức khủng bố để giúp cho thế giới này, giúp cho làng lá được sống vui vẻ, sống hòa bình. Em không tin cũng không sao, nhưng hãy đem tất cả những gì ta sắp nói ra kể cho ngài Hokage để ta biết. Sau đó tôi cũng kể hết toàn bộ bí mật của tổ chức áo đen cho Sasuke nghe, và nhanh chóng lên đường quay trở lại tổ chức và tiếp tục nằm vùng coi như không có chuyện gì. Hi, xin chào mấy bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Game Hay Thế Giới. Rất nhiều bạn yêu cầu mình hãy làm về sự phát triển tiến hóa của nhân vật vừa là bạn thân nhất và cũng chính là kẻ thù và tình địch giành gái với Naruto. Vâng, không ai khác, đó là nhẫn giả Sasuke đến từ tộc Uchiha vô cùng tàn độc. Hôm nay Hokage đệ tam, tức là một ninja đứng đầu làng, cũng đã cho triệu tập đội ninja số 7 bao gồm Naruto, Sasuke và Sakura, giao cho họ một nhiệm vụ đi tuần tra khu rừng của làng lá xem chuyện gì đã xảy ra. Sao mà rất là nhiều quái vật trở nên điên tiết, bọn chúng cắn xé và ăn thịt lẫn nhau. Thế là Sasuke cũng nhanh chóng đồng ý nhiệm vụ và chỉ cần đi thực hiện một mình mà thôi. Hai đồng đội còn lại hãy ở nhà ăn bánh trứng trộn, uống trà sữa đi. Đi chưa được bao xa thì Sasuke đã bắt gặp những tên thành viên trong tổ chức khủng bố áo đen vô cùng đặc biệt trong thế giới Naruto này. Không biết bọn chúng xuất hiện tại khu rừng của làng lá để làm chuyện gì nữa. Lúc này Sasuke cũng nhanh chóng sử dụng nhẫn thuật của mình để ra tay tiêu diệt tên đầu tiên. Tên tổ chức áo đen kia cũng không hề đơn giản, nhưng mà Sasuke vô cùng lanh lẹ và với thể trạng vô cùng to bự hơn trong cái thế giới Araka này, Sasuke cũng nhanh chóng sử dụng nhẫn thuật của mình đánh tan xác tên tổ chức áo đen kia. Cậu ta lại tiếp tục đi thẳng về phía trước, lại bắt gặp thêm hai tên nữa. Xem tới đây một số bạn sẽ ý kiến rằng Game Hay Thế Giới bị ngáo à, thành viên trong tổ chức Akatsuki mạnh lắm nha, quýnh Sasuke má nhận không ra luôn đó, tại sao trong đây yếu vậy? Thì xin thưa với các bạn rằng trong thế giới game Araka thì hoàn toàn khác, nó chỉ phân định theo sức mạnh và cấp độ mà thôi. Và đặc biệt hơn, hôm nay Sasuke là nhân vật chính mà, nếu thua thì còn gì là nhân vật chính nữa. Quay trở lại với trận chiến giữa Sasuke và các thành viên trong tổ chức khủng bố áo đen, Sasuke cũng nhanh chóng đánh bại thêm hai tên nữa. Nhưng mà lúc này chúng ta đặt vấn đề, tại sao lũ tổ chức khủng bố này lại xuất hiện tại khu rừng làng lá? Bọn chúng thường xuất hiện ở đâu? Là sẽ đi bắt linh hồn và sức mạnh của các vĩ thú ở đó. Vậy tại khu rừng làng lá xuất hiện những vĩ thú gì mà bọn chúng muốn bắt? Sasuke lại tiếp tục lên đường. Nhưng mà khi di chuyển trên đường vào rừng sâu, Sasuke đã nghe thấy một âm thanh. Hãy cảm nhận nỗi đau, hãy suy ngẫm về nỗi đau, hãy học cách chấp nhận nó để biết thêm về nó. Hả?
thì ra đó chính là tên Ben, một trong những thành viên tổ chức khủng bố áo đen vô cùng mạnh. Đồng thời với cái câu nói mà hắn vừa nói lúc nãy đã trở thành một hot TikToker vô cùng nổi tiếng trên mạng xã hội. Nhưng mà lý tưởng của hắn lại đi ngược với lại lý tưởng của Sasuke, bắt buộc Sasuke phải đánh bại hắn mà thôi. Đi vài đường quyền, nhân vật chính của chúng ta đã hạ gục hết hầu như tất cả các thành viên trong tổ chức áo đen. Lúc này Sasuke đã trải qua kinh nghiệm chiến đấu rất là nhiều. Cậu ấy cũng dần dần lớn lên, thay đổi tính cách, trở nên nghiêm túc, ít nói và vô cùng tàn bạo. Sasuke lại tiếp tục đi thẳng vào trong rừng sâu, đi khám phá tất cả những chuyện xảy ra trong khu rừng làng lá của mình. Lúc này Sasuke đã bắt gặp được những con robot máy, những con khủng long Mecha Godzilla. Dường như bọn chúng trở nên điên loạn và không hiểu lý do tại sao bọn chúng lại đập phá, cắn xé và giết hết tất cả các thú vật trong khu rừng làng lá này. Sasuke không thể nào đứng nhìn được nữa, cậu ta cũng nhanh chóng ập tới và ra tay để ngăn chặn cái lũ Mecha Godzilla điên tiết này. Trong đầu của nhân vật chính của chúng ta bắt đầu suy nghĩ, tại sao lũ Mecha Godzilla này trở nên điên tiết? Không lẽ bọn chúng ăn trúng cái thứ gì? Hay là bởi vì thiếu khủng long mấy cái nên bọn chúng cô đơn quá, trở nên ảo tưởng và quậy phá? Nhưng tất cả những gì Sasuke nghĩ đều không hợp lý. Cho đến khi Sasuke liên tưởng tới cái bọn tổ chức áo đen thì cậu ta cũng đã nghiệm ra một điều gì đó. Chắc chắn chuyện này liên quan đến lũ tổ chức áo đen Akatsuki kia. Quay trở lại với trận chiến, lúc này Sasuke cũng nhanh chóng ngăn chặn và tiêu diệt những con khủng long máy Mecha Godzilla. Từng con cũng đã ngã xuống, bọn chúng không còn quậy phá khu vực này nữa. Cậu ta lại tiếp tục tiến thẳng vào trong khu rừng và ngăn chặn luôn con Mecha Godzilla đang điên loạn cuối cùng kia. Sau khi chiến đấu với lũ khủng long máy vô cùng kinh khủng kia, Sasuke đã có được một lượng kinh nghiệm vô cùng dồi dào. Cậu ấy cũng bắt đầu thức tỉnh những khả năng đặc biệt trong cơ thể của mình và bắt đầu tạo thành một bộ áo giáp mang tên Susanoo. Wow, không hổ danh là một thành viên trong tộc Uchiha. Lúc này Sasuke lại tiếp tục tiến thẳng vào sâu trong khu rừng. Đi được thêm vài bước nữa, Sasuke lại bắt gặp một quái vật phóng xạ đang điên loạn giống như những con khủng long máy vậy. Đó chính là Little Bat. Lũ Little Bat này không hiểu lý do tại sao bọn chúng lại trồi lên trên nước và cắn xé, quậy phá khu rừng của làng lá nữa. Bình thường bọn chúng hiền lắm, bọn chúng suốt ngày chỉ ôm vợ ngủ thôi. Nhưng mà tại sao hôm nay bọn chúng lại trở nên như vậy? Chắc chắn lũ khủng bố áo đen đã làm gì lũ quái vật phóng xạ này rồi. Đi tới đầu thì với kích cỡ khổng lồ và bộ áo giáp rất đặc biệt Susanoo của Sasuke, cậu ta cũng sử dụng nó và những cái đường quyền, những cú quất vô cùng chết chóc cũng khiến cho Little Bat không thể nào chịu nổi. Cứ như thế, Sasuke lại hạ gục từng con quái vật phóng xạ biển và thu thập được cho mình kinh nghiệm chiến đấu và khả năng rất nhuần nhuyễn. Cậu ta đã tiêu diệt đến con Little Bat điên loạn cuối cùng thì Sasuke đã bắt gặp một chuyện. Đó chính là nhân vật chính của chúng ta đã đối mặt gặp một kẻ vô cùng quen thuộc, cũng thuộc tộc Uchiha nhưng không phải là Madara độc ác. Bởi vì tên Madara đã chết từ lâu rồi, mà đó chính là Obito. Kẻ đứng đầu tổ chức khủng bố áo đen, dường như bọn chúng tới đây là để bắt linh hồn và sức mạnh của những con quái vật phóng xạ, điều khiển những con quái vật phóng xạ để phá hủy làng lá. Thì ra tất cả mọi chuyện nãy giờ cũng đã tìm được nguyên nhân, hắn cũng hóa thành lục đạo và sau đó nhanh chóng di chuyển mất. Dường như hắn muốn tặng cho Sasuke một món quà tiếp theo, không biết là thứ gì nữa. Sasuke lại tiếp tục đi thẳng vào khu rừng nước kia. Wow! Phía trước của cậu ta đã xuất hiện một con Super Godzilla. Ôi trời đất quỷ thần ơi, cái lũ tổ chức Akatsuki kia, bọn chúng thật là tàn độc, điều khiển hết tất cả những quái vật phóng xạ vô cùng mạnh mẽ. Hồng muốn tiêu diệt làng lá hay sao? Được rồi, đến lúc Sasuke sẽ sử dụng hình dạng áo giáp khổng lồ Susanoo này để ngăn chặn con Super Godzilla điên tiết kia lại. Hai bên đã ập vào nhau. Lúc này con Super Godzilla trở nên điên loạn, nó nhanh chóng phóng hơi nguyên tử, hơi phóng xạ và những cú quật, những cú đánh chết chóc của nó. Nhưng Sasuke may mắn né được. Sasuke lại tiếp tục ra đòn. Tuy nhiên con Super Godzilla đó không hề tầm thường giống như những con quái vật phóng xạ khác. Nó rất mạnh và rất trâu. Lúc này Sasuke cũng nhanh trí, sử dụng vũ khí của mình và tập trung hết sức lực tấn công vào những điểm yếu của nó. Nát, mặt, cầm và thậm chí đánh vào trái ớt của nó.
Con Godzilla kia vô cùng đau đớn, nó thét lớn cầm trời, nhưng sau đó cuối cùng nó cũng đã chịu không nổi và ngã gục trước mặt của Sasuke. Sasuke thật là lợi hại với thần hình Susanoo này, và một nguồn năng lượng rất lớn từ con Super Godzilla kia cũng đã giúp cho Sasuke tích tụ và đạt được một đẳng cấp mới. Vâng, hình dạng của nhân vật chính của chúng ta đã thay đổi hoàn toàn. Lúc này có rất là nhiều quả cầu màu đen bay quanh sau lưng của Sasuke. Sasuke trở nên trắng toát và cầm một cái cây thuyền trượng, trông rất là oai và ách. Nếu mà Sakura thấy được cảnh này, chắc chắn cái con đó nó sẽ rụng trứng cho mà xem. Vậy là Sasuke cũng đã chính thức đạt tới trạng thái lục đạo. Lúc này bỗng dưng Sasuke đã cảm nhận được một nguồn năng lượng đến từ cơ thể của tên Obito, kẻ gây ra tất cả mọi chuyện này. Sasuke cũng nhanh chóng bay lên những ngọn núi cao để tìm kiếm hắn. Và cuối cùng Sasuke cũng đã đụng độ hắn. Hai bên đều thuộc tộc Uchiha, và bây giờ hai bên cũng đã đạt trạng thái lục đạo. Nhưng lục đạo của Sasuke thì đẳng cấp hoàn toàn khác. Sasuke nhanh chóng sử dụng những cái khả năng đặc biệt của mình, thậm chí những cái mảnh thiên thạch từ ngoài trời rớt xuống diêm nát và đốt cháy tên Obito kia. Có lẽ đẳng cấp quá chênh lệch, Sasuke cũng dễ dàng phải liên tục ra đòn chí mạng. Dần dần cũng đã làm cho tên Obito yếu và bắt đầu lấy mạng của hắn bằng cách sử dụng những cái quả cầu lục đạo sau lưng và tạo ra một cái lỗ hổng không gian, đưa Obito mãi mãi không được siêu thoát. Vâng, cuối cùng những kẻ độc ác phá hoại khu rừng của làng lá cũng đã bị kết thúc. Sasuke đến đây đã hoàn thành nhiệm vụ. Và đó cũng chính là toàn bộ nội dung tiến hóa về nhân vật Sasuke mình muốn đem cho các bạn. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.